Bố mày ốm mà mày không thèm quan tâm, mày có còn lương tâm đạo đức không hả? Hôm trước con mới đưa cho mẹ 80 triệu rồi mà. 80 triệu làm được cái gì? Tao với em trai mày có cái gì bán được đều bán hết rồi. Bố mày phẫu thuật túi mật mà mày mất mặt luôn, không thấy mày về. Trong này con còn 50 triệu, mẹ cầm lấy. 50 triệu này thì làm được cái gì? Bác sĩ bảo 500 triệu. Nhưng mà con thật sự hết tiền rồi. Không có tiền thì đi vay, mà có tiền mua nhà, mua xe. Mà mày không có tiền lo cho bố mày à? Hả? Bà nói thế mà không biết ngượng mồm à? Bà nói lấy tiền chữa bệnh, bà phải bán hết đồ đạc trong nhà. Thế sao trên người của bà lại đeo nhiều trang sức như thế? Dây chuyền vàng, lắc tay vàng, thậm chí điện thoại lại còn là đời mới nhất nữa. Phẫu thuật túi mật ấy, cao nhất cũng chỉ là 80 triệu thôi. Sao bà lại đòi con gái của bà tận 500 triệu? Muốn tiền ý, nó còn phải lo cho em trai nó cưới vợ. Thế lại con gái như nó, thì làm nó tích sự gì? Mày có đưa tiền cho tao không thì báo. Ôi dậy con gái tôi, cô là cái thá gì mà dám xen vào. Cái loại người trọng nam khinh nữ như bà ấy, không xứng đáng để làm mẹ. Đuổi bà ta ra ngoài.